Suốt một ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao chuyện một mỹ nhân V-Biz có cuộc sống chanh xả, thường khoe đồ hiệu đắt đỏ, nay bỗng bất ngờ tuyên bố quy y. Người đẹp này không ai khác chính là Lê Ngọc Trinh, diễn viên 25 tuổi từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Cô nàng này cũng thường được gọi là bản sao của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vì phong cách và gương mặt khá giống. Mỹ nhân này vốn có cuộc sống sang trọng đáng ngưỡng mộ cùng phong cách thời trang gợi cảm. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Lê Ngọc Trinh cho biết thời gian vừa qua cô liên tục gặp chuyện làm tổn thương tinh thần, dẫn đến sang chấn tâm lý và rơi vào trầm cảm dạng nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể ra sao Ngọc Trinh vẫn không nói rõ, khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Theo nguồn tin thân cận, được biết Lê Ngọc Trinh vừa trải qua cú sốc liên quan đến chuyện tình cảm. Câu chuyện bắt nguồn từ việc nữ diễn viên 25 tuổi quyết định tiến tới hôn nhân với cầu thủ Liễu Quang Vinh nhưng đành phải hủy bỏ vì nửa kia ngoại tình. Cả hai từng có khoảng thời gian yêu đương mặn nồng trước khi sóng gió ập tới. Trước khi gặp cầu thủ Liễu Quang Vinh, Ngọc Trinh cũng từng yêu cầu thủ Lê Thành Phong, hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Sài Gòn 2 năm. Cặp đôi chia tay vì nữ diễn viên Ngọc Trinh phát hiện ra bị bạn trai cấm sừng. Do đó, ngay khoảnh khắc cầu thủ Quang Vinh đến bên dỗ dành cho cô cảm nhận được sự an toàn, cô đã thực sự đặt hết niềm tin vào cầu thủ này. Liễu Quang Vinh còn muốn cưới Ngọc Trinh, gia đình hai bên cũng đã tính chuyện cả rồi. Cuối cùng chân sút nổi tiếng lại thay lòng đổi dạ. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi luôn thể hiện tình cảm thắm thiết. Liễu Quang Vinh còn xăm cả tên Lê Ngọc Trinh lên người mình để chứng minh tình cảm chân thành. Cận kề ngày cưới, nữ diễn viên bất ngờ phát hiện cầu thủ Liễu Quang Vinh đang hẹn hò và sống cùng một cô gái khác. Đáng nói, ngay khi Ngọc Trinh đau buồn phải tìm đến bác sĩ trị liệu về tâm lý, thậm chí là cạo đầu quy y, Liễu Quang Vinh đã nhấn thêm vào nỗi đau của cô bằng việc công khai luôn tình mới lên mạng xã hội. Sau khi biết mình bị cấm sừng và tất tần tật sự thật về chồng sắp cưới, Ngọc Trinh đã sốc tới mức nôn ra máu, khiến bạn bè và người thân của cô vô cùng lo lắng. Ngọc Trinh chia sẻ, hiện tại Trinh chỉ muốn tập trung vào việc tu tập theo sự hướng dẫn của các thiền sư, không mưu cầu bất cứ điều gì và lòng cũng không muốn vướng bận gì nữa. Đến khi nào vết thương lành và mọi thứ được xoa dịu, Trinh sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Cô cũng khẳng định, bản thân không muốn chia sẻ gì thêm về vấn đề này, vì nó sẽ khiến cho thâm tâm Trinh bất ổn, trong khi sức khỏe Trinh lại chưa khôi phục hoàn toàn. Cô nói, Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996, quê gốc Cần Thơ, là diễn viên, người mẫu. Năm 2017, Lê Ngọc Trinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng không đạt thành tích như mong muốn. Cùng năm, cô thi Hoa hậu áo dài Việt Nam Thế giới, giành vị trí Á hậu. Kể từ đó, Lê Ngọc Trinh hoạt động liên tục ở nhiều vai trò khác nhau. Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này, Yêu em anh chạm vào đâu, Báo thù, Chuông gió. Nhờ sở hữu khuôn mặt khá giống với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh mà người đẹp sinh năm 1996 luôn thu hút sự chú ý đặc biệt.